Lý Hải dựng dãy nhà trọ quay phim hành động. Đạo diễn Lý Hải thuê bãi đất trống dựng dãy nhà trọ, bố trí 5 xe bồn nước lớn để phun mưa cho đại cảnh phim Lật Mặt 6. Hậu trường phim chiếu rạp Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh tiết lộ cảnh quay tốn chi phí nhất của dự án. Trong phim, phân cảnh diễn ra ở một dãy trọ ven đường quốc lộ, nơi mâu thuẫn nhóm nhân vật được đẩy lên cao trào. Lý Hải cho biết ekip từng xuống Định Yên, Đồng Tháp để tìm nhiều nhà trọ khác nhau, song không hợp kịch bản. Được chính quyền địa phương cho phép, tôi quyết định thuê một bãi đất trống, cỏ mọc tùm để dựng bối cảnh, anh nói. Anh và ekip ngồi lại vẽ sơ đồ dãy trọ, lên kế hoạch chi tiết cho từng cảnh quay. Bối cảnh gồm hai khu là ăn uống tập thể và nhà nghỉ riêng. Đoàn làm phim tự thực hiện mọi khâu, từ vật liệu, dàn giáo, gạch cắt, xi măng đến lợp mái, đi dây điện. Họ trang trí thêm chậu kiểng, trồng cây xanh, dưỡng suốt 2 tuần cho cây phát triển tự nhiên để bối cảnh đạt được độ chân thật. Đại cảnh khu trọ trong cơn mưa tầm tã cũng là phân đoạn thử thách Lý Hải. Ekip thuê 4 xe bồn để phun nước liên tục cho cảnh quay. Do mỗi xe chỉ đủ nước tạo mưa khoảng 15 phút ghi hình, đoàn thuê thêm một bồn nước lớn gần đó và một xe khác dành riêng cho việc chở nước tới địa điểm. Xe di chuyển liên tục để ekip quay từ sáng đến đêm. Sau khi quay xong, đoàn đập bỏ khu trọ, trả lại hiện trạng đất cho người dân. Phim nói về nhóm bạn gồm 6 chàng trai chơi với nhau từ nhỏ. Để kỷ niệm tình bạn, nhân vật chính Quốc Cường đóng, mua vé số theo ngày sinh của 6 người, giao cho An Thanh thức giữ, với lời hứa nếu chúng sẽ chia đều. Sau khi An bất ngờ qua đời vì tai nạn, nhóm đào mộ người bạn lên lấy tấm vé. Lòng tham trỗi dậy, các thành viên truy đuổi nhau để độc chiếm vé số, gia đình họ cũng bị cuốn theo cuộc tranh giành. Phim thuộc thể loại hành động giật gân, mang thông điệp về gia đình. Tình anh em, đề tài sở trường của Lý Hải. Dàn diễn viên gồm Tiết Cương, Huy Khánh, Trung Dũng, Diệp Bảo Ngọc. Lý Hải góp mặt với vai phản diện mang lai lịch bí ẩn. Tác phẩm có bối cảnh chính tại làng Chiếu Định Yên thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Lý Hải sinh năm 1968, tốt nghiệp khóa kịch trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Đầu thập niên 1990, anh bước chân vào nghề hát. Năm 2010, Lý Hải rời sân khấu chuyển hướng sang mảng đạo diễn với loạt phim Lật Mặt. Năm 2021, Lật Mặt 48H của Lý Hải đạt doanh thu 150 tỷ đồng. Tác phẩm là dự án thành công nhất trong series, là phim Việt ăn khách thứ 2 trong năm, sau Bố Già của Trấn Thành, hơn 430 tỷ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.